Anfield đêm qua như được sống dậy những ký ức của trận cầu Istanbul huyền diệu 2005 bằng cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng mãn nhãn. Liverpool có được bàn thắng từ sớm nhờ pha đốt lưới nhà của Fikayo Tomori, nhưng họ đã có khoảnh khắc hoảng sợ vào cuối hiệp 1 khi để AC Milan ghi liền hai bàn thắng nhờ công của Ante Rebic và Brahim Diaz. Dù vậy, bản lĩnh và kinh nghiệm đã giúp đội bóng của Jurgen Klopp giành chiến thắng ngược dòng. Lần lượt Mohamed Salah và thủ quân Jordan Henderson nổ súng sau dự nghỉ giữa trận, qua đó giúp đội chủ nhà giành lại với chiến thắng 3-2. Tam tấu Messi, Mbappe, Neymar có lần đầu tiên đá chính cùng nhau, nhưng PSG chỉ có được một điểm trong chuyến làm khách đến sân của Club Brugge. Với đẳng cấp vượt trội, PSG dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc và Ander Herrera là người mở tỷ số. Tuy nhiên, một thoáng hàng thủ thi đấu thiếu tập trung khiến cho PSG bị gỡ hòa một đều từ cú đá của Hans van Aken. Chung cuộc Club Brugge thành công cầm chân ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch với tỷ số hòa một đều. Messi và các đồng đội đã có trận ra quần đáng thất vọng và tạm thời xếp thứ hai tại bảng A. Một số kết quả đáng chú ý khác vào đêm qua: Besiktas trên sân nhà đã thua 1-2 trước Dortmund, Sheriff có được chiến thắng 2-0 trước Shakhtar Donetsk, Manchester City giành chiến thắng đậm đà 6-3 trước Leipzig, Atletico Madrid và Porto hòa nhau không đều, Sporting nhận thất bại 1-5 trước Ajax và Inter Milan đã thua 0-1 trước Real Madrid. Jude Bellingham đập phá kỷ lục của Mbappe ở Champions League, đồng thời đi vào lịch sử bóng đá Anh sau khi cùng với Dortmund giành chiến thắng trước Besiktas. Với bàn thắng đêm qua, Bellingham đã vượt qua Mbappe, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử 18 tuổi 78 ngày ghi bàn ở các trận đấu liên tiếp tại Champions League. Trước tiền vệ người Anh, Mbappe từng thiết lập kỷ lục này ở tuổi 18 85 ngày vào tháng 3 năm 2017. Ngoài ra, Jude Bellingham còn vượt qua đồng hương Trent Alexander-Arnold, trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn trên sân khách ở Champions League. Hậu vệ của Liverpool từng thiết lập kỷ lục này vào tháng 10 năm 2017, 19 tuổi 10 ngày trong trận đấu với Maribor. Mohamed Salah đã cân bằng thành tích ghi bàn trên sân nhà cho Liverpool tại Champions League của Steven Gerrard trong chiến thắng trước AC Milan rạng sáng nay. Cụ thể, ngôi sao người Ai Cập đã ghi 14 bàn ở Champions League trên sân Anfield. Như vậy, Salah đã cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại cúp C1 châu Âu hay Champions League trên sân nhà cho Liverpool của huyền thoại Steven Gerrard nắm giữ suốt nhiều năm qua. Tổng cộng, ngôi sao 29 tuổi đã ghi được 29 bàn tại Champions League trong sự nghiệp, trong đó có 26 bàn Salah ghi được trong áo Liverpool, 3 bàn còn lại được ghi trong áo của Basel và Roma. Sebastian Haller đã chạm cột mốc vô cùng ấn tượng ở Champions League sau khi chơi thăng hoa và ghi đến 4 bàn thắng trong trận Ajax thắng Sporting với tỷ số 5-1. Với cuộc poker, Sebastian Haller đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ thứ hai ghi được 4 bàn trong trận ra mắt Champions League. Kỷ lục này trước đó thuộc về Marco van Basten trong trận đấu giữa AC Milan và Göteborg diễn ra vào tháng 11 năm 1992. Tài giả vô địch quốc gia Hà Lan Sebastian Haller đã ghi được 4 bàn và có một kiến tạo sau 4 trận đấu. Tổng cộng, anh đã ghi được 8 bàn và một kiến tạo sau 6 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này. Barcelona vừa thông báo một tin không vui liên quan đến tình hình lực lượng. Pedri đã dính chấn thương cơ tứ đầu đùi trái, trong khi đó họ Dembélé bị chấn thương gân kheo. Đây là lý do khiến cho hậu vệ người Tây Ban Nha đau đớn rời sân. Barcelona không cho biết mức độ nghiêm trọng cũng như thời gian mà Pedri và Dembélé cần phải dưỡng thương. Tuy nhiên, tiền vệ 18 tuổi có thể phải mất từ 2 đến 3 tuần, trong khi hậu vệ 32 tuổi có thể vắng mặt đến 1 tháng. Ngoài ra, Gerard Piqué và Memphis Depay cũng bị đau nhẹ, vì vậy họ không tham gia buổi tập luyện vào ngày hôm nay. Đàm Văn Lâm đã gặp chấn thương nặng tại Nhật Bản trong một buổi tập của Cerezo Osaka. Thủ môn 28 tuổi gặp vấn đề ở vai và có nguy cơ phải phẫu thuật. Các thông tin ban đầu cho biết Văn Lâm sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm nay. Điều này đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ vắng mặt trong 4 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới, bao gồm các trận gặp Trung Quốc, Oman, Nhật Bản và Ả Rập Saudi. Chấn thương của Văn Lâm cũng là lý do khi ông Paul Hauser bất ngờ triệu tập thủ môn Trần Nguyên Mạnh từ Viettel cho giai đoạn tiếp theo của hành trình vòng loại World Cup.